Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng hết thời. Thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu đi xuống và những nguyên nhân khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng mới ở đỉnh cao rực rỡ từ mấy năm trước nay thành cái bóng như sau. Thứ nhất là bệnh tình khiến cho ông không thể đi lại được. Mặc dù là cả hai vị trí trong tứ trụ nhưng ông họa hoàn lắm mới đủ sức đi loanh quanh trong khu vực Hà Nội. Từ khi tiếp nhận chức Chủ tịch nước, ông chưa có lần nào chủ trì được một buổi lễ tầm quốc gia. Thứ hai, tuổi tác của ông quá cao so với điều lệ. Ông đã lạm dụng quyền lực để vượt lên điều lệ, tự đặt chọn mình cho là người đặc biệt làm thêm nhiệm kỳ. Nay tuổi cao sức yếu, ông khó lấy thêm lý do nào để làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Thứ ba, ông Trọng cầm ngọn cờ diệt tham nhũng để thể hiện lý do cho việc ở lại, nhưng tham nhũng bị ông diệt là những tên vô chủ. Số tham nhũng đang tồn tại đều có chủ. Chủ của chúng là đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị có tầm ảnh hưởng. Nếu như ông Trọng còn tiếp tục ngồi ghế, có lẽ chẳng có những vụ xử tham nhũng nào lớn có thể xảy ra nữa. Nhưng nếu như ông Trọng về, có thể cuộc chiến chống tham nhũng sẽ diễn ra gay gắt hơn. Ví dụ như ông Phúc nắm quyền, ông sẽ diệt những sân sau của Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng. Thứ tư, ông Trọng làm cản trở quan hệ ngoại giao bởi sự bảo thủ, trì trệ, kém năng lực trong đối ngoại. Ngoài việc hô hào chống tham nhũng, đe dọa người này, lăng mạ người khác. Nhìn lại thì quá trình khóa vừa qua, ông Trọng không có dấu ấn gì trong phát triển kinh tế, đối nội cũng như đối ngoại. Đáng chú ý là vụ bắt bớ những quan chức cao cấp trước kia, mọi danh tiếng đều đổ về cho ông Trọng. Nhưng gần đây thì vụ bắt Nguyễn Đức Chung không thấy báo chí đề cao sự chỉ đạo, quyết tâm của ông Trọng nữa. Mà sự hạ bệ hay bỏ quên Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra trên truyền thông của nhà nước. Nhìn vụ bắt Nguyễn Đức Chung mới thấy được quyền lực sinh sát về tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi mà Phúc được sự ủng hộ của Tô Lâm và phái Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Phúc đã biết thời cơ để vất cái áo khoác nịnh bợ cụ Tổng bấy lâu nay để tự mình trở thành nhân vật số 1 của chính trường Việt Nam. Điều này là tất nhiên ở vị trí của mình, thì nếu như Phúc nằm ở vị trí số 1 để vào tay người khác sẽ là điều tối kỵ trong trường hợp bắt Nguyễn Đức Chung. Phúc và Bộ Công an đã chơi một cách táo bạo và quyết liệt, không cần chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 110, Ban Bí thư Bộ Chính trị. Vì phe Phúc biết nếu như chờ những nơi này quyết định, khó lòng mà bắt được Nguyễn Đức Chung, vì chứng cứ trình để bắt một ủy viên trung ương hạt giống nắm giữ một vị trí quan trọng phải thật thuyết phục. Thế nên Phúc và Bộ Công an đã bắt lái xe trợ lý của Chung. Rất bất ngờ, những nhân vật này không thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nên việc bắt giữ họ dễ dàng và các cơ quan kia không thể nào can thiệp. Rồi bất ngờ tiếp theo là bắt Nguyễn Đức Chung. Trên cơ sở những lời khai của những người kia thì mọi việc đã rồi. Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 110 không thể làm gì khác được, ngậm đắng mà đồng ý cho Phúc và Bộ Công an vượt mặt mình. Nếu việc đã thế rồi thì chấp nhận đồng tình coi việc bắt Nguyễn Đức Chung là chủ trương của Đảng, còn giữ được thể diện, ăn ké theo chút tiếng tăm. Còn nếu như phản đối ra mặt thì một là tan Đảng, hai là phe Phúc và Bộ Công an có lý do làm cuộc thay đổi để nắm chọn quyền lực về tay của mình. Việc Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được phe giới Phúc giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn đang rùng rằng, phe Phúc quyết đưa Chu Ngọc Anh ra Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Phê chuẩn miễn nhiệm để cho Chu Ngọc Anh đi đâu làm gì? Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, năm nay đã là 55 tuổi, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, từng là Phó Bí thư rồi Chủ tịch Phú Thọ trước khi nắm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Chu Ngọc Anh quá thích hợp cho cái ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà Nguyễn Đức Chung để lại. Ứng cử nào đưa ra mà thuyết phục hơn anh cho cái ghế Chủ tịch Hà Nội, khi mà báo chí bắt đầu đánh tiếng Hà Nội cần phát triển bằng khoa học và công nghệ. Bắt Chung con không cần đến ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tức là không cần thông qua cơ quan cao nhất của Đảng,
đưa một người về nắm giữ chức chủ tịch thủ đô cũng không cần thông qua cơ quan cao nhất của đảng. Phe Phúc chơi một trò rất độc là quyết đoán, làm ngay, đưa việc vào sự đã rồi. Phải đánh giá được tình thế, thực lực mới làm được điều đó. Nhưng việc miễn nhiệm một người đang trong độ tuổi không phải lý do kỷ luật thì phải có lý do khác như thuyên chuyển. Chẳng hạn như việc thuyên chuyển Vương Đình Huệ làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội đến nửa năm sau mới miễn nhiệm chức phó thủ tướng. Còn Quốc hội miễn nhiệm Chu Ngọc Anh thì phải biết ông này đã được sắp xếp đi đâu. Tuy nhiên thì Quốc hội do bà Ngân giờ cũng theo cánh của ông Phúc và Bộ Công an, việc đồng ý miễn nhiệm Chu Ngọc Anh có thể sẽ xảy ra. Để không bị mất mặt thì ngay bây giờ Bộ Chính trị, Ban Bí thư tức ông Trọng và ông Vượng phải đồng ý cho Chu Ngọc Anh về Hà Nội. Và nếu đợi Quốc hội miễn nhiệm và Thủ tướng sắp xếp cho Chu Ngọc Anh về Hà Nội thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ là bù nhìn. Trước ý kiến của chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề xuất đợt tới thì Quốc hội thêm mục miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, đàn em ruột của Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng phản đối trò mèo này của phe Nguyễn Xuân Phúc. Bà Tòng Thị Phóng có ý kiến chỉ bàn việc bãi nhiệm những đại biểu vi phạm, còn việc miễn nhiệm bổ nhiệm phải bàn sau, không thể làm một lúc cả miễn nhiệm và bổ nhiệm cùng một thời điểm. Cái này còn phụ thuộc vào sự bố trí của Trung ương, tức là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Liệu ý kiến của bà Tòng Thị Phóng có cản được mưu đồ của Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo ý của Nguyễn Xuân Phúc hay không? Rất khó, bởi phía Quốc hội là do bà Ngân làm chủ, đã sai Nguyễn Hạnh Phúc sắp xếp việc bãi nhiệm đại biểu đảo ship Phạm Phú Quốc cùng với miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh vào kỳ họp Quốc hội tới đây. Và ngày tàn của Nguyễn Phú Trọng đang đến, những địa phương, những cánh quân của ngoài kinh thành đã không còn nghe lệnh của ông ta. Như một tên vua đang cảm thấy quyền lực, kiểm soát đang dần thoát khỏi tay của mình. Nhìn vào cuộc dâng hương Hồ Chí Minh nhân Quốc Khánh mới đây thì tháp tùng Nguyễn Phú Trọng không có nổi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay một ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó thì cùng ngày, cùng lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn một đoàn hùng hậu vào lăng dâng hương Hồ Chí Minh có Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Trọng là người rất nhiều mưu trong việc tranh giành kiểm soát quyền lực, nhưng điểm yếu của ông là dùng những kẻ nhiều mưu như ông làm công cụ, làm những việc đó. Nếu không có ngón võ cuối cùng như sư phụ mèo dạy hổ là trèo lên cây, thì chỉ vài tháng nữa ánh trăng rằm làng Lại Đà sẽ tắt lịm bởi hào quang xứ Quảng. Thưa quý vị và các bạn, hôm 14 tháng 9 năm 2020, tạp chí Diplomat có bài viết của tác giả David Hurt với tiêu đề Three Horse Race for Vietnam's Net Communist Party, tạm dịch là cuộc đua tam mã vào vị trí nhiệm kỳ tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mở đầu bài viết, tác giả khẳng định rằng đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 và không thể trì hoãn bất kể do đại dịch virus Vũ Hán diễn biến như thế nào đi chăng nữa. Và Ủy ban Trung ương mới gồm có 180 ủy viên sẽ được bầu chọn từ 1.600 đại biểu toàn quốc và các vị trí quan trọng nhất sẽ có thay đổi nhân sự. Câu hỏi được đặt ra là vào lúc này ai sẽ giữ chức chủ tịch nước? Bởi có những đồn đoán có thể có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa chức chủ tịch nước và chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào đầu năm 1990, mô hình tứ trụ được triển khai với 4 vị trí quan trọng gồm có tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, do 4 người đảm nhiệm. Lãnh đạo dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng đến năm 2018, mô hình này bị phá vỡ khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước sau cái chết của Chủ tịch nước đương nhiệm là ông Trần Đại Quang. Một số chuyên gia cho rằng đây là một động thái của ông Trọng để đạt được quyền lực tối đa. Một số khác cho rằng việc hợp nhất như vậy là việc làm tiện lợi, không gây bất ổn cho Bộ Chính trị vào giữa nhiệm kỳ. Nhà quan sát chính trị Hà Hoàng Hợp nói với phóng viên rằng lúc đầu người ta định là đại hội 13 sẽ diễn vào cuối tháng 1 năm 2021. Bây giờ họ quyết định lại là sẽ tổ chức vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2021. Ông phân tích thêm về đồn đoán tam trụ hay tứ trụ.
Ngày 5 tháng 10 tới đây thì Hội nghị Trung ương 13 họp bàn về nhân sự. Tình trạng cho đến nay thì phải nói là không có gì thay đổi so với quyết định đã có từ Hội nghị Trung ương 12 vào tháng 5 vừa rồi. Trong Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi có mấy điểm như sau. Thứ nhất là ông Trọng phải nghỉ. Thứ hai là có hai ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư là ông Vượng và ông Phúc. Gọi là tiền ứng cử viên thì đúng hơn. Thứ ba là sẽ có quay lại chế độ tứ trụ là 4 người chứ không phải là 3 người như bây giờ. Và thứ tư là người ta sẽ phải chọn chỉ có một người quá tuổi được ở lại ghế làm Tổng Bí thư mà thôi, không thể nhiều hơn. Và đây là 4 điểm rất quan trọng và đúng với thực tế. Hiện nay thì bà Ngân không còn nằm trong chỗ của những người cạnh tranh chức Tổng Bí thư, nhưng không loại trừ việc bà Ngân có thể làm Tổng Bí thư, không ai loại trừ được. Theo điều lệ của Đảng hiện nay thì người giữ chức vụ Tổng Bí thư sẽ không được giữ chức này quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức này 2 nhiệm kỳ liên tiếp nên nhiệm kỳ tới ông sẽ nghỉ. Nếu ông Trọng muốn làm nhiệm kỳ thứ 3 thì phải thay đổi điều lệ của Đảng. Về mặt ngoại giao thì theo tác giả David Hurt, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không đại diện cho nhà nước hay chính phủ, vì vậy mà việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp nhận ngầm với hệ thống độc đảng toàn trị Cộng sản Việt Nam. Như trường hợp của Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thực tế, Lào và Trung Quốc là hai nước hợp nhất hai vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là một từ nhiều chục năm trước. Và việc này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công tác kiểm soát chính sách đối ngoại và đối thoại với chính phủ các nước phương Tây. Theo nhận định của tác giả thì nhiệm kỳ tới ông Trọng sẽ không giữ vị trí lãnh đạo trong dàn lãnh đạo nữa. Và ông Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Trọng là thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương là người dẫn đầu thay cho ông Trọng. Và tuy nhiên thì nhiều nhà quan sát lại đánh giá là Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư. Ông Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm của ông như sau. Chức vụ Tổng Bí thư không hẳn là quan trọng nhất, nhưng từ đó nó mới ra được các vị trí khác. Và bởi nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập thể lãnh đạo. Tập thể lãnh đạo thì họ sẽ bầu rồi chỉ ra ai làm ứng viên Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Nếu như chưa xác định được ai là Tổng Bí thư thì khi xác định ai là Thủ tướng. Chức Chủ tịch nước và chức Chủ tịch Quốc hội là hai chức rất dễ xác định, hay nói đúng hơn là không khó xác định. Bởi vì chức Tổng Bí thư phải được xác định trước thì sau đó mới đến chức Thủ tướng. Còn một điều nữa là Tổng Bí thư và Thủ tướng phải là hai người ở hai miền khác nhau, không thể hai ông cùng một miền. Và từ khóa 7 đến bây giờ thì nó là như thế rồi, và nó không thành văn nhưng nó thành quy định rồi. Một ứng cử viên khác cho ghế Tổng Bí thư được ông David Hurt nói đến đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tác giả lập luận rằng chính ông Trọng cũng từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ông ngồi vào ghế Tổng Bí thư vào năm 2011. Tức là có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016, đây là một trong 4 vị trí chính trong hệ thống tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù chức vụ này thường được coi là ít quyền lực nhất trong 4 chức danh tứ trụ hiện nay. Tuy vậy thì có ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng Bí thư, mà nhất là bà này là người miền Nam. Nếu như bà Ngân không được bầu vào chức Tổng Bí thư vào nhiệm kỳ tới thì bà Ngân sẽ phải nghỉ hưu và về quê làm người tử tế theo chân của bà X Nguyễn Tân Dũng. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu như bà Ngân đi tiếp thì ai sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Quốc hội? Một số chuyên gia cho rằng bà Trương Thị Mai là người có thể được thay thế vào vị trí của Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ tới để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng giới. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói về điều này. Khả năng hầu như chắc chắn bà Mai sẽ làm Chủ tịch Quốc hội. Bà Mai làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa này là khóa thứ hai. Thứ hai nữa là trong tứ trụ phải có nữ theo quy định. Chức này từ rất lâu không phải là một chức trong tứ trụ. Nó là một chức rất bé, chỉ từ Đại hội Đảng khóa 8 tới nay mới nằm trong Bộ Chính trị.
Tác giả David Hurt trích dẫn của một bài viết của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp vào tháng 5 rằng người kế nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân có thể là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, hoặc ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này. Còn nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính thì ông Chính có cơ hội tốt hơn. Sau hội nghị Trung ương 12 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 5 năm 2020, giáo sư Cạ Thay Ơ thuộc Học viện Quốc phòng Úc viết rằng nếu một ngoại lệ được chấp thuận thì có khả năng cao là ngoại lệ sẽ dành cho ông Trần Quốc Vượng và ông ta sẽ là Tổng Bí thư tiếp theo vì lý do kinh nghiệm. Ngoại lệ ở đây là tuổi của ông Vượng và sức khỏe của ông. Ông Vượng sẽ ở 67 tuổi vào năm 2021 và 72 tuổi vào Đại hội 14. Liệu ông ta sẽ là Tổng Bí thư một nhiệm kỳ hay ông cũng giống như ông Trọng nghỉ hưu ở độ tuổi 76, được thêm một ngoại lệ là ông sẽ nghỉ hưu vào độ tuổi 77. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.